Cho chó tắm sông. Ngày xưa, có một nhà hiền triết nổi tiếng thông tuệ tên là Bran. Rất nhiều người muốn xin trở thành học trò của ông. Thưa ngài Bran, xin hãy nhận tôi làm đệ tử. Son, nếu ta không nhầm thì anh tới lần này là lần thứ 32 rồi đấy nhỉ. Trời mưa thế này mà không thương lấy thân sao? Vì ngài đã từ chối tôi cả 31 lần trước nên tôi vẫn phải tới thêm lần nữa. Nói cho ta lý do để ta phải thu nhận anh nào. Tôi rất kính phục trí tuệ và kiến thức của ngài, bậc hiền triết giỏi nhất nước. Vì vậy tôi nhất định phải trở thành học trò của ngài. Ồ, ta rất hoan nghênh tâm lòng và sự nhẫn nại của anh. Nhưng tuổi ta đã gần đất xa rồi, có lẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa. Thưa ngài, đừng nói những điều xui xẻo như thế. Xin hãy giúp tôi làm thế nào để có được trí tuệ mẫn tiệp như ngài hiện tại. Xin hãy dạy tôi như những người thầy thông tuệ đã dạy ngài. Những người thầy thông tuệ của ta ư? Để ta xem nào. Trên đường tới đây, anh đã gặp những ai? Anh có thấy gì đáng ghi nhớ không? Thành thật mà nói thì tôi chỉ muốn tới để gặp ngài nên chẳng kịp thấy cái gì cả. Ngài cười như vậy là sao ạ? Anh thật sự muốn biết ta đã học từ những ai à? Vâng, rõ ràng là như vậy rồi thưa ngài. Chắc chắn ngài phải có những người thầy rất đáng nể. Vậy thì sắp xếp hành lý đi. Sắp xếp hành lý? Ngài muốn đi đâu sao? Ta sẽ dẫn anh đi tìm những người thầy của ta. Trời ơi, tôi đang nằm mơ sao? Vậy là tốt quá rồi, đội ơn ngài. Không ngờ ngài Bran đã đích thân dẫn ta đi gặp những người thầy của ngài ấy. Chắc hẳn họ đều là những bậc hiền triết nổi tiếng lắm. Ngài Bran, trời tối rồi, đường còn xa không ạ? À? Ngài định dẫn tôi tới gặp ai trước thế ạ? À? Vẫn chưa tới nơi đâu. Anh có muốn nghỉ ngơi một lát không? Đã 2 ngày đường rồi mà chưa tới ư thưa ngài? Chắc nhà thông thái đó ở xa lắm. Trời bắt đầu lạnh rồi, mà cả làng chẳng thấy nhà nào còn sáng đèn. Chúng ta biết nghỉ ở đâu bây giờ? Tội nghiệp, có vẻ cuộc sống của anh ta khó khăn lắm. Hai người... Anh gì ơi, anh đã ăn gì chưa? Đây, tôi cũng không mang nhiều tiền. Anh cầm một ít gọi là... Không, tôi không định lấy xu nào của anh hết. Tôi chỉ muốn hỏi đêm hôm lạnh lẽo thế này, anh và ông ấy có muốn một người tá túc không? Cảm ơn anh, vậy thì tốt quá. Anh thích cắm hoa ư? Đúng vậy, tuy không phải là dinh thự nguy nga gì, nhưng túp lều này đã che mưa che nắng cho tôi. Nó chính là nhà của tôi. Đã là nhà thì chúng ta nên trang hoàng một chút chứ nhỉ? Trời, vậy mà tôi cứ nghĩ chỉ kiếm ăn thôi cũng mệt lắm rồi. Ai dè, anh còn tâm trạng mà lãng mạn như thế. Tôi đã nghèo khổ rồi, nếu còn buông xuôi thì chẳng biết cuộc đời trôi về đâu. Những đóa hoa khiến tâm trí tôi thoải mái và đầy hy vọng mỗi sớm thức dậy. Anh thật lạc quan đấy, chàng trai à. Sau này mỗi lần tôi tuyệt vọng, tôi phải nghĩ tới anh mới được. Cảm ơn anh. Còn sống là còn hy vọng, thưa ngài. Mỗi lần tôi thấy đời vất vả quá, tôi lại nghĩ hôm sau mình còn được tiếp tục hít thở, cũng là một ơn huệ. Phải rồi, chúng ta có mặt trên đời này đã là điều kỳ diệu. Thật may mắn vì được gặp anh hôm nay, chàng trai tốt bụng. Rồi, chúng ta ngủ thôi. Ngày mai phải lên đường tiếp đi. Đường còn xa lắm phải không ngài Bran? Hy vọng sẽ sớm được gặp thầy của ngài. Ngày mai cứ đi tiếp theo tôi. Khát nước quá, sao đi mãi chưa tới nơi? Ngài Bran, ngài đợi một chút, tôi sẽ lấy ít nước cho ngài uống. Ngài Bran, cẩn thận với con chó đó. Xôn, anh không thấy ư? Có lẽ nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới sông, lại tưởng là một con chó khác nên hoảng sợ bỏ chạy. Hóa ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng. Anh nhìn kìa, nó đã quay lại. Dù rất sợ hãi, nhưng nó vẫn phải nhảy xuống sông. Và cái bóng đã biến mất rồi, không còn gì có thể đe dọa nó nữa. Ra vậy. Thôi, ngài Bran, mặt trời sắp lặn rồi kìa. Đã đi mấy ngày đường rồi,
bao giờ tôi mới được diện kiến người thầy của ngài đây? Đường còn xa quá nhỉ. Thế thì chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung đi nhanh hơn nữa ngài Bertrand ạ. Tôi rất nóng lòng được gặp những người thầy vĩ đại của ngài. Được thôi, chúng ta đi tiếp nào. Ồ, có lẽ họ đang có một buổi cầu nguyện. Này con, lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không? Thưa ngài, ngài thấy ánh sáng đã biến mất. Vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu ạ? Ồ, ta cứ nghĩ ta đã hỏi con một câu hỏi khó, vậy mà con còn khiến ta phải bối rối hơn. Con nói đúng, chúng ta còn không rõ ánh sáng biến đi đâu và cũng chẳng biết nó từ đâu đến. Ngài Bertrand, trời tối rồi, bao giờ thì chúng ta mới gặp người thầy thông thái của ngài ạ? Chắc là chúng ta phải đi nhanh lên mới được, chậm thế này không biết bao giờ mới tới nơi. Suốt dọc đường tới đây, anh đã gặp rồi còn gì? Gặp rồi ư? Đâu có, tôi đã gặp người thầy nào của ngài đâu. Ngài nói là sẽ dẫn tôi đi mà. Anh không những gặp rồi, mà còn gặp hẳn ba người thầy của tôi cơ đấy. Ý ngài là? Người thứ nhất là anh chàng chặt củi nghèo khổ ở trong một túp lều rách nát, nhưng chưa bao giờ người đàn ông đó trong tình trạng tuyệt vọng mà luôn nuôi hy vọng vào tương lai. Vậy vậy còn người thứ hai? Người thứ hai là chú chó mà chúng ta gặp ở bờ sông. Nó cho ta hiểu rằng con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động. Còn người thứ ba chính là đứa bé khi nãy. Nó đã hỏi ta một câu hỏi ta không thể trả lời, dù là một nhà hiền triết được anh ngưỡng mộ. Nó khiến ta vứt đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. Những gì ta biết chỉ là một giọt nước giữa biển khơi, và người thầy của ta có thể ở khắp mọi nơi. Ra là vậy, tôi nông cạn quá rồi. Hóa ra lý do của chuyến đi này là ngài muốn chỉ cho tôi hiểu những gì diễn ra xung quanh ta đều có thể dạy cho ta mọi điều. Phải, giờ thì anh đã biết trí tuệ mẫn tiệp của ta đến từ đâu rồi. Chính là cuộc đời này và mọi thứ xung quanh nó. Vạn vật đều là thầy, ta học hỏi từ tất cả mọi vật, quan sát nó, học hỏi nó, rút kinh nghiệm từ nó. Đó là điều quan trọng nhất để anh có được thật nhiều tri thức. Vậy mà suốt quãng đường đi, tôi chẳng mảy may để tâm. Cảm ơn ngài đã tận tụy vì tôi như thế. Tôi sẽ ghi nhớ, ngài Bertrand. Giọt nước mắt. Ngày xưa, đấng tạo hóa đã tạo ra con người đầu tiên bằng đất sét. Nhưng đến khi tạo ra người mẹ, ngài đã làm việc miệt mài suốt nhiều ngày liền, quên cả ăn, quên cả ngủ mà vẫn chưa xong. Thơ thượng đế, ngài đã làm việc qua rất nhiều ngày, nếu so với dương gian thì đã trải qua 10 năm rồi đấy ạ. Ngài nên nghỉ ngơi đi. Ta vẫn chưa hoàn thành xong công việc của mình. Những tạo vật khác được ngài tạo ra rất nhanh, có sao người lại mất quá nhiều thời gian cho tạo vật này thế ạ? Con không biết đấy thôi. Đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp. Ta đã mất nhiều thời gian suy nghĩ rồi mới bắt tay vào làm. Đó là tạo vật gì mà lại khiến ngài lao tâm khổ tứ như vậy ạ? Đó là tạo vật người mẹ. Tạo vật người mẹ? Con đã đọc bản mô tả kỹ thuật về người mẹ hay chưa? Dạ chưa. Con hãy xem đi. Thật không thể ngờ, tất cả những chi tiết này chính từ người nghĩ và làm ra sao? Và tất cả cũng chỉ để gắn cho một tạo vật là người mẹ này sao? Đúng vậy. Người mẹ phải giống như một tấm vải chặt mãi cũng không thể bị giãn hỏng. Con vẫn không thể hiểu, như thế để làm gì chứ? Con chưa hiểu cũng phải thôi. Để ta nói cụ thể hơn cho con hiểu nha. Ta phải tạo ra hơn 200 bộ phận cho tạo vật này.
chúng có thể thay thế nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Ồ, thế thì hẳn rất đặc biệt rồi. Đúng vậy, tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng vẫn đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Tại sao lại phải như thế hả? Vì đó là tình yêu. Tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con rất trọng lớn, nên có thể làm bất cứ điều gì vì con. Chà, nghe có vẻ phức tạp quá thì phải. Chưa hết đâu con, người mẹ còn sở hữu những chiếc khôn rất đặc biệt. Chà, ta đã tưởng tượng ra một hình ảnh thật là đẹp. Chiếc khôn có thể chữa lành mọi vết thương từ những vết trầy xước trên đầu gối cho đến một trái tim tan vỡ cũng có thể được lành lại. Đẹp tuyệt. Nhất định ta phải hoàn thành tạo vật này một cách hoàn hảo nhất. À, phải rồi, ta ban cho tạo vật này có thể có 6 đôi tay. 6 đôi tay cơ ạ? Không thể nào. Làm gì tới tận 6 đôi tay thôi thượng đế. Như thế là còn ít đấy. Mà đây chưa phải là vấn đề. Ta đang điên đầu vì người mẹ phải có đến 3 cặp mắt kia kìa. Bắt buộc phải như vậy sao? Đúng vậy. Một cặp mắt nằm ngay trước trái tim có thể nhìn thấu qua cánh cửa đóng chặt khi mẹ hỏi con mình đang làm gì, mặc dù mẹ đã biết trước rồi. Một cặp mắt khác ở phía sau đầu người mẹ để mẹ thấy những gì mình cần biết, mặc dù chẳng ai nghĩ mẹ có thể cả. Vậy còn đôi mắt thứ 3, người sẽ đặt nó ở đâu trên cơ thể của người mẹ? Đôi mắt thứ 3 ở đây, ngay trước mặt mẹ, để mẹ theo dõi những đứa con lầm lạc và biểu thị sự cảm thông, tình yêu thương mà không phải nói một lời nào. Vậy thì người sẽ vi phạm tiêu chuẩn về con người do chính người đặt ra trước đây đấy ạ. Đành phải vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong tất cả những gì ta tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nhưng người làm việc như thế là quá đủ rồi. Hãy nghỉ ngơi rồi mai người hoàn thiện nốt công việc sau vậy. Không được, ta cũng đã gần hoàn thành xong tạo vật này rồi. Người đang nghĩ về điều gì nữa cho tạo vật này thôi thượng đế? Ta đang nghĩ nhiều lắm, nhưng vẫn còn mông lung, vì người mẹ sẽ gồm rất nhiều thứ vĩ đại, song lại hết sức gần gũi với trái tim ta. Ôi, sao người lại khiến cho người mẹ mềm mại như vậy? Đúng rồi, người mẹ rất mềm mại, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Con không biết được mẹ có thể chịu đựng và làm được những gì đâu. Mẹ có khả năng suy nghĩ chứ ạ? Mẹ không chỉ có khả năng suy nghĩ, mà còn có thể dùng lý lẽ để thuyết phục và thương lượng nữa. Hình như có vấn đề gì đó. Ôi, thượng đế hãy xem, hình như người mẹ này đã bị rò rỉ rồi. Có vẻ như người đã nhồi nhét quá nhiều thứ vào cô ấy. Thật không thể tin nổi. Vậy là hỏng rồi. Người lại phải mất thời gian làm lại tạo vật này rồi. Ồ, không đâu con ạ. Như vậy là tạo vật này của ta đã hoàn thiện thật rồi. Hoàn thiện rồi sao? Tại sao người vừa nói chưa xong, người không thấy vết rò rỉ ở trên má cô ấy sao? Không phải rò rỉ đâu, là nước mắt đấy. Nước mắt sao? Nước mắt chính là cách người mẹ thể hiện cảm xúc. Đó có thể là nước mắt của niềm vui, của nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, cô đơn, sầu khổ và cả niềm kiêu hãnh của mình. Tại sao vui và kiêu hãnh mà mẹ vẫn có giọt nước mắt? Việc gì phải phức tạp như vậy thôi thượng đế? Không hề phức tạp đâu con. Nó hoàn toàn hợp lý và tự nhiên. Vì khi những cảm xúc hạnh phúc kiêu hãnh đó đạt đến độ xúc động mạnh, cũng khiến cho giọt nước mắt rơi con ạ. Tuyệt quá. Thượng đế, người quả là một thiên tài. Người đã suy nghĩ thật thấu đáo cho tạo hình người mẹ. Người thậm chí còn tạo được ra cả nước mắt chứa đựng đủ cung bậc cảm xúc. Ta e là con lại nhầm lẫn nữa rồi. Con nhầm lẫn gì thưa thượng đế? Ta tạo nên người mẹ
nhưng chính người mẹ mới là người tạo ra nước mắt. Ồ, thì ra là vậy. Người mẹ còn thiên tài đến vậy sao? Đúng vậy. Người mẹ rất bình dị, gần gũi với ta, nhưng lại là một thiên tài vĩ đại đó con ạ. Bởi vậy, những đứa con hãy biết yêu thương, chăm sóc mẹ khi còn có thể, vì người mẹ sẽ chẳng mãi ở bên ta. Vậy là cuối cùng, tạo hình người mẹ đã hoàn thành. Người có thể nghỉ ngơi được rồi, thưa thượng đế. Ta còn phải gắn thêm những cánh tay nữa là xong. Ồ, những cặp mắt và những cánh tay kia đâu cả rồi, thưa thượng đế? Có phải chúng không phát huy được hết tác dụng nên người bỏ đi rồi không? Ta đã cho những cánh tay và đôi mắt ấy ẩn bớt đi, cho hình thể người mẹ được ưa nhìn hơn thôi. Nhưng khả năng làm việc, quan sát thì vẫn như có nhiều tay và nhiều mắt. Hình dáng người mẹ như thế này là hoàn hảo rồi, có phải không? Không ạ, người mẹ giờ đã trên cả tuyệt hảo rồi. Nhân loại thật hạnh phúc vì có mẹ. Cái chuông mạ bạc. Ngày xưa, có một vị đạo sĩ sống trên núi. Ông có một chiếc chuông mạ bạc rất to. Trong khi đó, ở dưới chân núi là ngôi nhà giàu có của ông thầy thuốc. Trời ơi, sao doanh số bán thuốc tháng này lại ít như vậy? Lý do là gì? Thưa ông, có lẽ tại vì dạo này có thêm vài tiệm bán thuốc cũng mở ra bên cạnh cửa hàng của chúng ta, cho nên doanh số của hàng có bị ảnh hưởng. Nhưng doanh số cũng giảm một chút thôi, chứ đâu có nhiều ạ. Ta muốn nó phải tăng lên liên tục, chứ không phải là giảm như thế này. Còn nữa, tiền chi tiêu cho cửa hàng cũng quá nhiều. Tháng này phát sinh một số khoản như sửa sang lại bậc thềm tại cửa hàng, nhập thêm số lượng thuốc mới, nên chi tiêu nó nhiều hơn những tháng trước đôi chút ạ. Ta đến là đau đầu và mệt mỏi. Dạo này chẳng có việc gì khiến ta hài lòng cả. Bà vợ của ta thì suốt ngày tụ tập với mấy bà bạn để chơi bài. Con trai ta thì nhất định không chịu học đấu kiếm như ta muốn. Thưa ông, mỗi người một sở thích. Ông cũng nên để cậu chủ được lựa chọn cho mình những thú vui riêng chứ ạ. Ta đến sầu não và chết mất thôi. Ôi trời ơi, ma, quản gia Higo, ta thầy thuốc Takashi đây. Ma ở đâu mà ma? Ôi trời ơi, thì ra là ông chủ. Xin lỗi ông, trông ông ngồi thù lù ở đó, mắt thì thâm quầng, mặt mày ố rũ, tóc tai bồm xồm, chả khác gì ma cả. Cả đêm qua ta ngủ không được, nghĩ tới việc gì ta cũng thấy chán chường. Mấy ngày nay ông đã không ăn rồi, giờ lại không ngủ nữa. Mọi chuyện có gì đang để ông lo lắng đến thế đâu? Việc ở cửa hàng thuốc dần dần sẽ ổn định. Còn chuyện bà nhà hay cậu chủ, ông khuyên nhủ họ dần là được. Nhưng trong lòng ta vẫn thấy buồn phiền và lo lắng không yên. Ngài cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Trên núi có ông đạo sĩ Kuno rất thông thái, điều gì ông ấy cũng biết. Hay là ông thử lên đây hỏi xem có cách gì giúp ông hóa giải được những buồn phiền trong lòng hay không? Phải đó, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Bấy lâu nay ta luôn thấy trong lòng đầy phiền não, chẳng việc gì được hài lòng cả. Ta phải lên đó hỏi ông Kuno xem thế nào. Không thể sống thế này được. Ồ, ông đạo sĩ Kuno thật là sướng. Trông ông ấy lúc nào cũng khoan thai, ung dung tự tại, chẳng lo lắng hay sầu muộn điều gì. Đúng là cuộc sống mà ta đang ao ước. Chào ông đạo sĩ Kuno. Ồ, chào ông thầy thuốc Takashi. Cơn gió nào đưa ông lên tận đây vậy? Tôi nghe người ta đồn ông có trí tuệ uyên thâm, hiểu sâu biết rộng, nên nay tôi tới đây xin được thỉnh giáo vài điều. Tôi cũng không giỏi giang được như vậy đâu. Nhưng ông có điều gì, mời ông ngồi xuống đây uống trà cùng tôi, rồi ta nói chuyện. Chẳng là lâu nay tôi luôn cảm thấy trong lòng buồn phiền, chẳng có việc gì khiến tôi hài lòng cả. Tâm can rối bời, mệt mỏi sầu não.
À, là chuyện trong tâm sao? Tôi lên đây để hỏi ông xem là tôi nên làm thế nào để giải thoát được bản thân khỏi những điều phiền muộn ấy, làm sao tôi cũng có cuộc sống thanh thản giống ông vậy. Thì ra là ông muốn có một cuộc sống bình an thư thái như tôi sao? Tôi được thế này là nhờ có một bảo vật đó. Ông có vật gì mà kỳ diệu như vậy? Lại đây, tôi cho ông xem thứ kỳ diệu đó. Là cái chuông kia. Cái chuông kia giúp cho ông thư giãn tới như vậy sao? Đúng thế. Akido, mau ra đánh lên vài tiếng chuông cho ông Takashi thưởng thức. Vâng ạ. Ôi, tiếng chuông mới thư giãn làm sao? Thật là tuyệt vời. Lần đầu tôi cảm giác mình thoải mái tới vậy. Người nhẹ bẫng như bay lên 9 tầng mây. Ông thấy đó, cái chuông của tôi có tuyệt diệu không? Nó như có phép lạ vậy. Thôi, đã đến giờ tôi phải về rồi. Tôi cần ra cửa hàng xem doanh số của ngày hôm nay thế nào. Hay là ông cho tôi mượn cái chuông kỳ diệu này vài ngày được không? Cũng được thôi. Ông muốn mượn nó mấy ngày? Ông cho tôi mượn nó 10 ngày nhé. Tôi nghĩ chỉ cần 10 ngày, cái chuông này có thể giúp tôi hóa giải được mọi nỗi buồn phiền chất chứa trong lòng bấy lâu. Được, nhưng ông nhớ là phải treo chiếc chuông ở gian phòng thoáng thanh tịnh, không được để ai quấy rầy. Mỗi khi thấy phiền muộn thì nghe tiếng chuông. Vâng, tôi sẽ nhớ điều này. Cảm ơn ông. Để tôi bảo đệ tử Aki đưa cái chuông lên xe kéo rồi chở về giúp ông. Nó cũng nặng đấy. Đúng là từ ngày có cái chuông, mình thấy trong lòng thoải mái lạ thường. 10 ngày sau. Thưa ông, đã tới ngày ông hẹn trả lại chiếc chuông cho thầy con rồi ạ. Còn tới để xin chiếc chuông mang về. Nhanh vậy ư? Đã hết 10 ngày rồi sao? Từ ngày có cái chuông, trong lòng mình rất thư thái, không còn sầu muộn như trước nữa. Giờ mình muốn chiếm luôn chiếc chuông này, phải làm sao đây? Này Aki, ngươi hãy về nói với đạo sĩ Kuno cho ta mượn chiếc chuông này thêm 3 ngày nữa được không? Hết 3 ngày, ta sẽ đích thân mang trả chiếc chuông này cho ông ấy. Vâng, vậy để con về thưa lại với thầy con. Chắc là thầy con sẽ đồng ý thôi ạ. Ông cứ dùng thêm chuông này 3 ngày nữa, rồi con sẽ xuống lấy. Ông không phải vất vả đâu ạ. Phải chi cái chuông này thuộc quyền sở hữu của ta, ta sẽ suốt đời được sống trong sự thoải mái thư giãn. Higo, người có nghĩ ra cách gì đó để ta có cái chuông này vĩnh viễn không? Tôi nghĩ ông hãy hỏi mua nó từ ông đạo sĩ. Ông ta chắc chắn không bán đâu. Ông ta là người không màng tới tiền tài vật chất mà. Nếu thế thì khó lắm mà. Phải rồi, ta đã nghĩ ra rồi. Chào ông ạ. Khi nào ông muốn nghe tiếng chuông thì cứ lên trên núi nghe cùng với thầy con. Thầy con luôn sẵn lòng chào đón ông ạ. Thôi thì ngươi mang chuông về đi. Chắc là ta cũng ổn rồi, không cần phải nghe tiếng chuông thêm nữa. Gửi lời cảm ơn của ta tới ông Kuno nha. Mong sao mọi chuyện yên ổn. Ồ, mình lao chiếc chuông thường xuyên nên rất nhớ. Con chim khắc trên chiếc chuông vốn bị mất một chân, sao con chim này lại vẫn đủ hai chân nhỉ? Rõ ràng đây không phải chiếc chuông của thầy Kuno rồi. Nó là chuông giả. Có chuyện gì sao Aki? Thưa thầy, rõ ràng chiếc chuông này không phải chiếc chuông mà thầy đã cho ông thầy thuốc Takashi mượn ạ. Ta biết chuyện đó. Thầy biết ư? Vậy để con lại xuống đòi ông ấy cái chuông thật. Thế này thì quá lắm. Đã cho mượn rồi lại còn cố tình đánh tráo. Không cần đâu, cứ để ông ấy dùng cái chuông đó. Nhưng như vậy thật là... Để con xuống núi trình trước cửa nhà ông ấy, thể nào chẳng nghe thấy tiếng chuông. Lúc đó trái nhà mới ra mặt chuột. Hãy coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi ông ấy cũng phải lên tìm ta thôi. Ông chủ Takeshi muốn nghe tiếng chuông, phải xem có ai ở đây không thì mới dám gõ chuông được. Thôi chết, có người đi qua. Mau về báo với ông chủ.
không thể mang chuông ra nghe lúc này được. Hả? Lại có người đi qua sao? Ban nãy một người hầu đã báo là không có ai cơ mà. Thế này thì ta lại không thể nghe tiếng chuông được rồi. Vâng, để lúc khác ông hãy nghe tiếng chuông ạ. Mà liệu ông đạo sĩ Cơ Nô có nghi ngờ ta trả cho ông ấy cái chuông giả không nhỉ? Ta đã bảo người thợ khắc phải làm cái chuông giống y hệt, không sai một chút nào rồi. Ông ấy mà cho người xuống đây trình, hoặc ai đi nghe qua thấy ta đánh chuông mà kể lại cho ông Cơ Nô thì phiền lắm. Tôi cũng không biết nữa, hy vọng là họ không nghi ngờ gì. Chờ một lát, ngươi lại ra ngoài canh cho ta xem có ai đi qua đây không, để ta còn nghe chuông nhé. Vâng, thưa ông chủ. Nghe tiếng chuông thật dễ chịu làm sao. Thưa ông chủ, có khách ạ. À, ông Minso ở xóm dưới tới thăm. Mau cất cái chuông đi. Ông Minso vào đây hỏi chuyện lại phát hiện ra ta đang dùng cái chuông của ngài Kuno bây giờ. Vâng, vâng, tôi cất ngay đây ạ. À, rõ ràng ta đang giữ cái chuông thật, vậy mà ta vẫn không cảm thấy vui vẻ gì. Mấy hôm nay ta lại mất ngủ triền miên, không ăn uống gì được. Chả lẽ cái chuông này đã hết linh nghiệm rồi sao? Sức khỏe của ông lại xuống trông thấy rồi ạ. À, theo tôi ông nên thu nhận mọi chuyện với ông đạo sĩ Khư Nô, rồi xin ông ấy lời khuyên thôi. Ta đã giữ cái chuông thật rồi làm ra một cái chuông giả để trả cho ông ấy, sao ta có thể thu nhận với ông ấy chuyện này chứ? Ông Khư Nô là người bao dung độ lượng, tôi tin là ông ấy sẽ không để bụng chuyện này đâu. Ông hãy nói hết sự thật cho ông ấy, rồi nhờ ông ấy giúp đỡ, thì mai ra ông mới thay đổi được. Có lẽ cũng không còn cách nào khác, ta không thể sống mãi trong u sầu, ủ dột thế này. Cuối cùng thì ông cũng lên tìm tôi sao? Ông đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Đúng thế, chuyện cái chuông ông trả lại tôi là giả, tôi đều biết cả rồi. Vậy mà ông không kiện tôi sao? Tôi vẫn thấy trong lòng thư thái với cái chuông giả này, thì việc gì phải kiện ông chứ? Sao cơ? Ông vẫn thấy trong lòng thư thái với cái chuông giả sao? Vậy mà tôi đang giữ cái chuông thật thì nó lại không có chút linh nghiệm nào nữa. Không phải vậy đâu. Cái chuông thật và cái chuông giả thực ra chẳng có gì đặc biệt và kỳ diệu như ông vẫn nghĩ cả. Chỉ là tôi đã dùng cái chuông để gieo vào lòng ông niềm tin rằng cái chuông sẽ làm ông thư thái trong lòng. Nhưng lúc nghe tiếng chuông tôi thấy thư thái thật mà. Khi nghe tiếng chuông, ông tin là mình sẽ được thoải mái. Hơn nữa, ông sẽ tạm quên đi những khúc mắc trong lòng, nên tự nhiên thấy khoan khoái mà thôi. Vậy tại sao sau khi trả lại ông cái chuông giả, tôi lại không còn thoải mái nữa? Bởi một khi trong lòng đã toan tính để giữ cái chuông thật, thì lấy đâu ra chỗ cho sự thư thái được? Ở đời, mọi niềm vui hay nỗi muộn phiền đều do tâm mà ra thôi. Tôi đã hiểu rồi. Xin lỗi ông vì tôi đã nghĩ nông cạn quá. Cảm ơn ông đã bao dung và cho tôi một bài học sâu sắc. Giờ thì ngồi xuống đây, chúng ta cùng uống trà. Tôi sẽ bảo Aki đánh lên vài tiếng chuông, ông nhất định sẽ thấy thư thái trong lòng ngay thôi. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!